Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chiếc Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu với bác một mẫu tua đinh của chính hãng Gian FCG 3001, dòng tua đinh đường phố, tông màu đen rất là khỏe, điểm nhấn là những màu sắc nét màu vàng nhé. Và bây giờ đi đánh ra tổng thể trước chiếc xe. Vâng, xe có tông màu chủ đạo vẫn là màu đen, điểm nhấn ghi ở vàng, đường chỉ vàng, chạy trên khung xe rất là nổi bật. Em quay tổng thể khung hình xe cho bác xem. Dòng tua đinh FCR là dòng tua đinh mà rất nhiều được các bác quan tâm nữa. Model 3001. Khung làm được kim nhôm Alutic. Alutic vẫn là kim nhôm siêu nhẹ của dòng chính hãng Gian. Nước sơn còn khá là đẹp. Tổng thể xe này trên khung hình thì em đoán khoảng tầm trên 85%. Xe rất tốt trong tầm giá các bác nhé. Chỉ với 5 triệu rưỡi thôi, nếu bác sở hữu một chiếc xe tua đinh rất là tốt rồi. Khung size S thì có cao từ 1m6 và 1m7. Cái đường chỉ vàng này rất là những chiếc khung xe màu đen này, cam đen. Cổ cốt của càng cũng là của chính hãng Gian. Tay lắm cao su của chính hãng Gian luôn. Dòng tay lắm cao su rất là bền nhé, cầm rất là êm tay và dễ chịu. Những dòng xe tô đinh, dòng FCR này chỉ dành cho các bác mà đạp dạo đường phố hoặc thể thao nhẹ. Hàng nhôm. Vành nguyên cặp của chính hãng Gian luôn các bác nhé. Kích thước lốp 28 nhân 62, 700 nhân 28 c. Xe sử dụng của đà Shimano Cooley, trang bị với 8 tầng lip Shimano. Hai đĩa hộ động 16 tốc độ. Cốt yên của Gian này, yên xe chính hãng Gian, yên là yên dày, ngồi rất là êm nhá. Yên chính hãng Gian, dòng yên này là yên thích hợp cho bác vào hơi cao to, ngồi không bờ sửa bị đau đít, đau mông. Với giá thành chỉ 5 triệu rưỡi thôi, bác sở hữu một em tua đinh chính hãng của Gian với cấu hình rất tốt trong tầm giá. Vâng, bây giờ đi theo kỹ thuật hoạt động của xe. Vâng, em bây giờ đi hoạt động của xe đấy. Chuyển động rất là êm và mượt. Xuống lip này, vâng, rất là mượt mà. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể chiếc xe Gian FCR mẫu Touring 3001
của chính hãng gian với hành chỉ với 5 triệu rưỡi các bác sở hữu một em touring rất tốt trong tầm giá rồi. Bên em là xe với giá là 5 triệu rưỡi touring FCD 3001 bao ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên kênh YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, cảm ơn các bác, hẹn các bác vào trưa ngày mai.